nay em giới thiệu với mấy anh chị và một mẫu loa có thiết kế sang chảnh bậc nhất trong tầm khúc luôn. Dạ, tại vì sao ạ? Tại vì con này nó có tới 7 đường tiếng là nó sẽ được hướng tới và hướng ra hai bên. Đó, anh chị thấy một con loa mẫu nào mà nó có thiết kế như vậy chưa? Thì đây, trước mặt anh chị nè. Đây, mẫu này tên là mẫu BB866 nha. À, đập vào mắt anh chị đây là một con bát gọi là lộ thiên đó. Có nghĩa là con bát này anh chị có thể thấy được đó, ở ngoài luôn, nó không có màn bọc gì hết trơn á. Cực kỳ là đẹp ha. Đó, cực kỳ là lạ luôn. Đây, còn hai đường tiếng đi qua hai bên đây. Đó, ở đằng trước đây là 5 rồi nè. Đó, hai bên nữa là 7. Đó là 7 đường tiếng nha. Ở đằng sau đây là ở đằng trước đây nè. Thì mình có sẽ được chỉnh là tầm khoảng cỡ là bát chép trung, delay, reverb, echo đầy đủ. Nó gọi là trong tầm phân khúc thì con này gọi là nhất luôn. Thấy chưa? Ở đằng sau đây thì anh chị có thể thấy. Đây, đó, nó đi cho mình hai cái lỗ thông hơi như thế này. Đó, để khiến cho chất lượng âm thanh phát ra nó ấm hơn. Đó, ở đây nó còn có hai cổng 6 ly để mình cắm thêm micro ha. Có cổng cắm luôn cả guitar luôn nè. Nó cực kỳ là tiện luôn, anh chị muốn chơi kiểu gì cũng được hết đó. Đây, đi kèm cho mình hai con mic. Đây, thấy chưa? Hai con mic này có tần số UHF nha. Đây, nó chống hú cũng cực kỳ là ok lắm á. Đây nè, em đang bật lên nè. Hello, 6 7. Chống hú ha, thấy chưa? Đó, trong phân khúc. Đấy. Thì đây, em sẽ test thử cho anh chị nghe thử cái chất lượng âm thanh của nó là như thế nào. Ok, vô nha. Đó. Từ từ, bất ngờ sẽ hiện ra cho anh chị coi. Ôi trời ơi luôn. Đó, nó đập như vậy là đủ uy tín giờ. Đó, với cái kích cỡ như thế này, nó có cái chỗ gắn của cái cây luôn thì em đã gắn sẵn rồi. Đó, nhìn cho nó đẹp đúng không? Đó, còn anh đi đâu anh chị có thể cũng có thể xách theo như thế này. Như là đi chơi du lịch trong nhân dịp lễ sắp tới Vũng Tàu, Nha Trang, Đà Lạt, cái gì Đà Nẵng gì đó, tùy ý anh chị thôi, nói muốn chơi ở đâu cũng được. Dạ, thì đây con BB866 nha. Dạ, một sự lựa chọn cực kỳ là đẹp luôn. Thấy chưa? Còn anh chị có ý kiến gì nữa hay có thắc mắc, dạ cứ để lại bình luận cho bên em nha. Cảm ơn mấy anh chị rất nhiều.